xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Nóng, một loạt hệ thống tên lửa phòng không nga được phát hiện di chuyển đến gần Ukraine. Động thái này khiến giới quan sát không khỏi lo ngại Moscow có thể đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới nào đó vào lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, ông Putin cảnh báo Ukraine sẽ triển khai vũ khí chống nga nếu nước này gia nhập liên minh quân sự NATO. Thực hư ra sao? Quân đội Ukraine đã sử dụng UAV Bayraktar TB2 ở Donbass và đe dọa trực tiếp tới Nga. Quân đội Nga đã tìm cách tiêu diệt máy bay không người lái này như thế nào? Ở một diễn biến khác, vũ khí đặc biệt sắp ra lò, Mỹ thắng chắc nếu chiến tranh, cơn ác mộng cho Nga. Tất cả tin nóng quốc tế sáng ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. một loạt hệ thống tên lửa phòng không của Nga được phát hiện di chuyển đến Ukraine. Theo nguồn tin, rất nhiều khí tài quân sự của Nga, gồm cả các hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung, tiếp tục đổ dồn về những khu vực biên giới giáp Ukraine. Động thái này khiến giới quan sát không khỏi lo ngại. Moscow có thể đang tích cực chuẩn bị một cuộc tấn công mới nào đó vào lãnh thổ Ukraine. Các video xuất hiện gần đây trên mạng xã hội cho thấy một loạt hệ thống phòng không Buk M1 cùng các thiết bị liên quan, xe tăng, đạn pháo đã tập kết tại một thao trường tương đối gần với biên giới của Ukraine. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân Hoàng gia Anh, Đô đốc Tony Radakin, đã lên tiếng cảnh báo một cuộc chiến tranh toàn diện ở Ukraine sẽ diễn ra với quy mô mà châu Âu chưa từng chứng kiến kể từ Thế chiến thứ hai. Ông Putin cảnh báo hành động Ukraine sẽ thực hiện sau khi được gia nhập NATO. Ông Putin tuyên bố rằng Ukraine sẽ triển khai vũ khí chống Nga nếu nước này gia nhập liên minh quân sự NATO. Trong cuộc họp trực tuyến hôm 7 tháng 12 với Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Putin nói rằng chúng tôi không thể không lo ngại về viễn cảnh Ukraine có thể gia nhập NATO, bởi vì chắc chắn sau đó họ sẽ triển khai các lực lượng quân sự, căn cứ và vũ khí phù hợp để đe dọa chúng tôi. Một số phương tiện truyền thông phương Tây cho biết Nga đã điều gần 100.000 binh sĩ từ biên giới Ukraine trong khi đó, Nga cho rằng mục đích của việc này chỉ là một sự phản ứng tới việc Ukraine tăng cường khí tài quân sự. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky đã hoan nghênh vai trò cá nhân của ông Biden nhằm giúp xoa dịu căng thẳng. Trong một cuộc họp báo, ông Zelensky cho biết ông hy vọng Ukraine và Nga có thể nhất trí một lệnh ngừng bắn mới và trao đổi tù nhân khi đại diện hai bên có cuộc đàm phán về xung đột ở Donbass, phía đông Ukraine. Nói chung, tôi nghĩ rằng việc Tổng thống Mỹ nói chuyện với Tổng thống Nga là điều tích cực, ông Zelensky khẳng định. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi thấy bây giờ là có một phản ứng vai trò của cá nhân Tổng thống Biden trong việc giải quyết xung đột ở miền đông đất nước của chúng tôi. Nga sẽ giúp dân quân Donetsk hạ máy bay không người lái TB2 UAV TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động như thế nào? Quân đội Nga có kinh nghiệm gì để giúp dân quân Donetsk hạ UAV TB2 mà phía Ukraine đang sở hữu? Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, quân đội Nga đã có kinh nghiệm đẩy lùi các cuộc tấn công bằng UAV. Chúng tôi đã học cách đẩy lùi các cuộc tấn công của UAV và đang thực hiện khá hiệu quả. Ông Putin cho biết tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp của khu Liên hợp Công nghiệp Quân sự Nga tại Sochi ngày 2 tháng 11 vừa qua quân đội Ukraine đã sử dụng UAV Bayraktar TB2 ở Donbass và đe dọa trực tiếp Nga. Vậy quân đội Nga đã tìm cách tiêu diệt máy bay không người lái này như thế nào? Trước đó, chỉ huy tác chiến của quân đội Ukraine đã thông báo về việc sử dụng UAV TB2 vào nhiệm vụ chiến đấu và trinh sát ở khu vực Donbass khi một video tương ứng đã được lưu hành trên Internet. Trong khi đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow đang kiểm tra dữ liệu về việc sử dụng UAV của Kyiv tại Donbass. Nếu Ukraine sử dụng UAV TB2 thì Kyiv đã vi phạm thỏa thuận Minsk. Vừa qua, quân đội Nga đã hoàn thành một loạt cuộc tập trận nhằm kiểm tra chiến thuật mới đánh trả UAV trong chiến đấu ở địa hình rừng núi. Theo báo cáo của các đơn vị, các quân nhân Nga đã thực hành các chiến thuật đẩy lùi các cuộc tấn công bằng UAV vũ trang của đối phương trong điều kiện khó khăn. Cuộc chiến ở Nagorno-Karabakh vào tháng 9 năm ngoái cho thấy, việc đối phương sử dụng UAV tấn công trong điều kiện rừng núi có thể gây thiệt hại đáng kể cho quân ta nếu lực lượng phòng không không được tổ chức tốt. Để phòng tránh đánh trả trong điều kiện đối phương sử dụng ồ ạt UAV, quân đội Nga đã phát triển chiến thuật mới, sử dụng các hệ thống phòng không và thiết bị tác chiến điện tử để vô hiệu hóa mối đe dọa này. Theo nguồn tin, trích dẫn từ các nguồn tin quân sự, một loạt các biện pháp đối phó với UAV đã được tổ chức ở dãy núi Caucasus và Crimea. Lần đầu tiên các đơn vị tác chiến phòng không, tác chiến điện tử đã tiến hành thử nghiệm nguyên tắc chiến thuật và thực hành chống UAV trong thực tế. Cuộc diễn tập được công nhận thành công, hiệu quả được khẳng định. Một trong những cuộc tập trận này diễn ra tại dãy núi Kopobashi ở Karachay-Cherkessia. Là một phần của cuộc tập trận, phân đội bộ binh cơ giới Sơn Cước thuộc lữ đoàn BBCG số 49 của quân khu phía Nam đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của UAV. Những vũ khí và khí tài được sử dụng trong cuộc diễn tập là các trạm gây nhiễu R330 ZH Zito, hệ thống tên lửa phòng không cơ động tầm thấp Tunguska M1 và Strela-10. Kết quả là các phân đội phòng không đã tiêu diệt tất cả các mục tiêu UAV. Trước đó, hệ thống nguyên tắc chiến thuật chống UAV được quân đội Nga xây dựng dựa trên kinh nghiệm của cuộc xung đột quân sự ở Nagorno-Karabakh, cũng như các hoạt động quân sự ở Syria, đã được áp dụng thành công trong khuôn khổ của cuộc tập trận chiến lược phương Tây 2021. Theo số liệu chính thức của Bộ Quốc phòng Ukraine, hiện Kyiv có 12 UAV Bayraktar TB2 và trong tương lai, nước này có kế hoạch mua thêm 24 chiếc. Ngoại trưởng Ukraine Kuleba nói rằng, Ukraine mua UAV TB2 từ Thổ Nhĩ Kỳ là để kiềm chế Nga và bảo vệ lãnh thổ của mình. Trọng tải chiến đấu của Bayraktar TB2 là 150 kg, trong đó phải dành 55 kg trọng tải cho hệ thống chỉ định mục tiêu và trinh sát quang điện tử. 95 kg trọng tải còn lại là mang vũ khí chiến đấu, do đó không cho phép UAV TB2 sử dụng các loại vũ khí hạng nặng của Thổ Nhĩ Kỳ. UAV TB2 được trang bị hai loại tên lửa MAM với các đặc tính kỹ chiến thuật khác nhau. Nhưng đều là loại tên lửa thông minh, sử dụng phương pháp dẫn đường bằng laser và GPS. Hiện nay, những chiếc UAV TB2 mà Ukraine nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đều được trang bị hai loại tên lửa này. UAV TB2 có trần bay cao tối đa 8,5 km và có thể bị phát hiện bởi các trạm quan sát mắt thông thường hoặc bằng các hệ thống quan sát quang học của hệ thống phòng không tiêu chuẩn hay các hệ thống tên lửa pháo. Hiện những loạt tên lửa phòng không vác vai và pháo phòng không thông thường không thể bắn tới UAV TB2 khi bay ở độ cao tối đa. Nhưng khi UAV TB2 hoạt động với đầy đủ tải trọng chiến đấu thì độ cao bay giảm xuống còn 5 đến 6 km và lúc này UAV TB2 rơi vào tầm bắn hiệu quả của pháo phòng không cỡ trung bình từ 30 mm trở lên. Chưa kể khi thời tiết xấu, trần mây thấp, muốn phát hiện và tiêu diệt mục tiêu, UAV TB2 phải hạ xuống độ cao thấp hơn nữa nên càng dễ bị bán hạ. Bài học từ những chiếc UAV CH4 của Trung Quốc bán cho Ả Rập Saudi sau khi bị bán hạ ở chiến trường Yemen là một ví dụ. Ngoài ra, để vô hiệu hóa máy bay không người lái UAV TB2, có thể ngăn chặn kênh liên lạc của UAV với trạm điều khiển mặt đất thông qua các phương tiện chế áp điện tử. Đây là thế mạnh của Nga. UAV TB2 mặc dù có tầm bay cao nhưng khả năng cơ động hạn chế, đường bay ổn định do vậy cũng dễ bị các hệ thống tên lửa tầm ngắn như Panzer và Thor bán hạ và đặc biệt là hệ thống phòng không Buk có thể tiêu diệt UAV TB2 ở trần bay tối đa. Theo các chuyên gia quân sự, UAV là mục tiêu dễ bị bắn hạ, chủ yếu phụ thuộc vào lực lượng phòng không mặt đất. Ví dụ ở chiến trường Libya, nơi hệ thống phòng không hoạt động hiệu quả nên hàng chục chiếc UAV TB2 của phe thân thổ đã bị bắn hạ. Cơn ác mộng cho Nga, vũ khí đặc biệt sắp ra lò, Mỹ thắng chắc nếu chiến tranh. Theo nhà phân tích Sucio, tất cả các dấu hiệu đang có đều cho thấy vũ khí này sẽ trở thành một trong những công nghệ mạnh mẽ nhất để giành thắng lợi trên chiến trường. Vũ khí năng lượng định hướng của Mỹ sẽ là cơn ác mộng thực sự đối với Nga. Chuyên gia quân sự Mỹ Peter Sucio đã nhận định về điều này. Khái niệm về vũ khí năng lượng định hướng đã được đề cập bởi các nhà văn khoa học viễn tưởng như H.G. và Julius Verne. Họ nói tới việc tạo ra các hệ thống chiến đấu có khả năng tấn công đối thủ bằng năng lượng thuần túy, tập trung trong một chùm tia hẹp. Trong những năm gần đây, Mỹ đã tăng cường nghiên cứu để tạo ra các công nghệ năng lượng định hướng. Theo ông Suchio, sự phát triển của chúng có thể trở thành tin tức tồi tệ đối với Nga. Công tác phát triển các loại vũ khí được thực hiện trên cơ sở các công nghệ sẵn có, sẵn sàng triển khai trên thực địa. Những nhà thầu quốc phòng như Lockheed Martin đang tiến hành nghiên cứu năng lượng điện tử để tạo ra các giải pháp sáng tạo, ông Suciô lưu ý. Mỹ hiện đang dẫn đầu trong việc phát triển DEW và gần đây đã tăng gấp đôi mức chi tiêu trong lĩnh vực này lên 1,1 tỷ USD. Các quốc gia khác bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Nga cũng đang đầu tư vào công nghệ tương tự nhưng kém tích cực hơn. Công nghệ DEW có một ưu điểm so với vũ khí truyền thống Chúng bao gồm tốc độ, mức độ chính xác khi tấn công cũng như chi phí bán thấp, ông Sucio cho hay. Nhà phân tích tin rằng vũ khí năng lượng định hướng có thể được sử dụng trong cuộc chiến chống lại tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái. Tất cả các dấu hiệu đang có đều cho thấy DEW sẽ trở thành một trong những công nghệ mạnh mẽ nhất để giành thắng lợi trên chiến trường và có thể thay thế nhiều dạng vũ khí hiện nay. Theo ông Sucio, Mỹ hiện đang dẫn đầu trong khi các đối thủ của họ có thể gặp vấn đề ở lĩnh vực này vũ khí năng lượng định hướng sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của nga và trung quốc chuyên gia mỹ kết luận